Ngày hôm nay, Thanh Thủy xin được bật mí với các bạn, nhất là các chị em phụ nữ, một người bạn đồng hành, hỗ trợ đắc lực cho chị em trong công việc lau dọn sàn nhà, giảm áp lực cho chị em khi hàng ngày vừa phải hoàn thành công việc chính, vừa phải lo toan công việc nội trợ một cách chu toàn. Người bạn đó chính là siêu phẩm robot hút bụi lau nhà Bovat S10 Max với công nghệ vượt trội của hãng Bovat, vừa biết hút bụi, vừa biết quét và lau dọn sàn nhà. Robot hút bụi lau nhà Bovat S10 Max, công nghệ đến từ Cộng hòa Liên bang Đức, tiêu chuẩn châu Âu. Với bề mặt gương được cường lực và khả năng chống xước, giúp cho Bovat S10 Max luôn sáng bóng, sang trọng. Robot hút bụi lau nhà Bovat S10 Max với rất nhiều tính năng vượt trội và nổi bật như hỗ trợ giọng nói và sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Khi sử dụng sản phẩm tạo cảm giác gần gũi và thân thiện hơn với các thành viên trong gia đình. Hẹn giờ làm việc theo thời gian mà bạn chỉ định, giúp bạn chủ động hơn trong việc nhà. Điều khiển qua app thật đơn giản và tiện lợi, giúp bạn có thể theo dõi cũng như điều khiển thiết bị mọi lúc mọi nơi. Với tính năng vừa quét, hút bụi và lau nhà, đồng thời cùng một lúc, robot Bovat S10 Max cực kỳ hiệu quả trong việc xử lý bụi, vết bẩn khô, lau ướt, sàn nhà của bạn sẽ sạch bóng. Với động cơ không chổi than Nidec đã được tích hợp sẵn với cây lau chùi được thiết kế hình chữ V nổi trội phía sau. Ngoài ra, robot hút bụi lau nhà Bovat S10 Max còn có tính năng nhận diện thảm và tự động tăng lực hút khi lên thảm. Với lực hút mạnh nhất hiện nay lên đến 2.700 Pascal, bạn hãy yên tâm là thảm nhà bạn sẽ sạch bụi bẩn. Điều đặc biệt hơn nữa, robot hút bụi Bovat S10 Max sử dụng công nghệ laser mới nhất hiện nay, có khả năng quét và đọc hình ảnh, giúp vẽ lại chính xác bản đồ ngôi nhà của bạn. Thời gian vẽ và ghi nhớ bản đồ chỉ mất 30 giây và có thể ghi nhớ tới 5 bản đồ. Điều này rất phù hợp cho các ngôi nhà có nhiều tầng và nhà chung cư rộng. Với tính năng thiết lập tường ảo đặc biệt, giúp khoanh vùng diện tích làm việc cho robot, đảm bảo rằng robot hoạt động trong vùng diện tích mà bạn mong muốn, giúp tiết kiệm thời gian hơn. Thật yên tâm khi robot hút bụi lau nhà Bovat S10 Max có thể tự động chống va đập và chống rơi cầu thang. Thật tuyệt vời phải không các bạn? Bụi lau nhà Bovat S10 Max với nhiều tính năng hiện đại và tiên tiến như vậy, thời gian làm việc cho mỗi lần sạc pin là bao lâu? Robot Bovat S10 Max được trang bị pin lithium dung lượng pin lên đến 5.200 mAh, giúp cho robot hoạt động liên tục trong 3 giờ không ngừng nghỉ. Diện tích làm việc lên đến hơn 200 m². Khi đã hoàn thành xong công việc, robot sẽ tự tìm về đốc sạc để sạc pin chuẩn bị cho ca làm việc tiếp theo. Đây quả là một tính năng ưu việt, robot luôn chủ động. Với 200 m² phải lau dọn sàn nhà hàng ngày, nghĩ tới Thanh Thủy đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi các bạn ạ. Có robot hút bụi lau sàn Bovat S10 Max thật tuyệt vời. Hãy nhanh tay sở hữu em robot hút bụi lau nhà Bovat S10 Max để giải phóng sức lao động và có một sàn nhà luôn sạch bóng nhé. Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng, bảo hành chính hãng lên đến 24 tháng và 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng nếu có lỗi của nhà sản xuất.